Từ ngày cô Tấm lấy được hoàng tử, con Cám hận cô Tấm lắm. Mẹ Cám bắt con Cám thay cô Tấm đi mua cám cho heo ăn. Bầy heo của mẹ con Cám đã quen ăn cám của cô Tấm, nên thấy cám của con Cám, bầy heo nhớ cám của cô Tấm. Cô Tấm hay tin bầy heo của mẹ con Cám không ăn cám của con Cám, nên cô Tấm gửi cám của cô Tấm về cho con Cám. Con Cám tức tối vì bầy heo của mẹ con Cám không ăn cám của con Cám mà ăn cám của cô Tấm. Con Cám tìm cách trộn cám của con Cám với cám của cô Tấm, rồi cho bầy heo của mẹ con Cám ăn cám của con Cám trộn với cám của cô Tấm. Bầy heo của mẹ con Cám ngửi thấy mùi cám của con Cám trong cám của cô Tấm, bèn ngồi lựa ra cám của con Cám, ra cám của con Cám, cám của cô Tấm, ra cám của cô Tấm. Sau khi lựa cám của con Cám, ra cám của con Cám, cám của cô Tấm, ra cám của cô Tấm, bầy heo ăn sạch cám của cô Tấm, bỏ cám của con Cám. Con Cám tức tối mét mẹ con Cám chuyện bầy heo của mẹ con Cám không chịu ăn cám của con Cám mà chỉ ăn cám của cô Tấm. Mẹ con Cám ra kế dụ cô Tấm về nhà con Cám cho bầy heo của mẹ con Cám ăn cám của con Cám. Con Cám nghĩ chị cô Tấm mới có thể cho bầy heo của mẹ con Cám ăn cám của con Cám, nên chạy đi kêu cô Tấm. Bầy heo của mẹ con Cám thấy cô Tấm cho mình ăn cám của con Cám thì giận luôn cô Tấm. Chúng quyết định không ăn cám của con Cám lẫn cám của cô Tấm. Chuyện con Cám, con Cám nó giết sạch bầy heo rồi. Sống làm heo trên đời thì người ta cho cái gì ăn cái đó, đừng có chảnh chó như bầy heo nha. Các bạn đừng quên like video và đăng ký kênh nếu chưa đăng ký, để tiếp thêm động lực giúp mình làm ra những video tốt hơn nha các bạn.